vừa đàn xong intro của bài Gia đình nhỏ hạnh phúc to. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cover ca khúc này. Rồi các bạn nhìn vào tay phải, mình sẽ đàn tay phải trước. Mi son lá, đồ rê son, son son mi rê lá son mi son lá, đồ rê son, son son mi rê mi si la rễ đô si đô la. Đó, đối với bài này thì âm hình tiết tấu khá là dễ cho những bạn mới bắt đầu. Còn tay trái rải theo hợp âm trong bài thì làm sao để các bạn rải. Bài này thì các bạn chỉ cần tập cho mình 3 bài tập rải ngón trong giáo trình piano solo cover và đệm hát cho mình biên soạn là các bài tập rải ngón từ cơ bản đến nâng cao. Các bạn chỉ cần tập trong này 3 bài thôi là sẽ ứng dụng đàn hết bài này được rồi. Rồi bây giờ bài tập thứ nhất nè, để ứng dụng thì các bạn chỉ cần rải giữ hợp âm pha trướng 3 4 son trướng son rê son mi thứ rồi la thứ, rồi nó lặp đi lặp lại lần thứ hai này. Pha trướng son trướng mi thứ la thứ là mi la, lần hai thì lặp lại y chang như vậy. Và khi mà vô bài thì các bạn là rải bài tập 2 như thế này. Nè, đô trưởng các bạn rải này. Đô son đô mi la thứ là mi la đô mi la pha trưởng. Đô pha la đô la rồi son trưởng son rê son si rê si. Đó, vòng hợp âm nó quay đi quay lại nguyên một bài như vậy các bạn. Rồi bây giờ các bạn sẽ ghép vô câu intro trước. Mi son la này. Đô rê son 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 mi rê lá son mi son lá đô rê son 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 mi rê mi si la rê đô si đô la. Rồi bây giờ vô phần lời nha. Một nụ cười bé son đô mi son la đô mi rê đô la son la đô là rê mi son mi rê đô si la son la rê. Đó, một câu khá là dài các bạn. Rồi câu thứ nhất hợp âm thì như mình đã hướng dẫn rồi ha. Đô son đô mi son mi các bạn rải ha. Rồi bây giờ ghép vô luôn nè. Các bạn nhìn hợp âm trên là đô trưởng nè. Son la đô mi rê đô la son la đô la rê mi son rê mi rê đô si la son la rê. Lần thứ hai lặp lại son la đô mi rê đô la son la đô la rê mi son rê mi rê đô si la đô mi rê. Rồi mình sẽ vô phần khúc sau. À ơi mi la mi son mi rê đô rê mi son la đô la son mi mi rê mi mi si la. Như vậy là hết bài các bạn. Câu này à ơi hát hai lần lặp lại tiếp. Mi son la tiếp ha. Rồi mình sẽ ghép nè. Chỗ phần à ơi này thì các bạn đàn rải tay trái, tiết tấu khác một xíu ha. Cũng rải lên như các bạn, rải theo nốt móc đơn. Và các bạn để ý ha. 1 2 3 4. Cũng tương tự son trưởng, son rê son si rê si son mi thứ mi si mi son si son mi. Trở về la thứ lại, la mi la đô mi đô la. Rồi mình sẽ ghép này chỗ a ơi ha. Mi son mi la mi son mi rê mi rê mi rê đô đô rê mi. Son la đố đố la son mi rê mi mi si la. Lặp lại son la mi son mi rê mi rê mi rê đô đô rê mi. Mi son la đố la son mi rê mi mi si la. Đó là hết bài. Phần điệp khúc thì các bạn có thể ứng dụng nhiều kiểu rải trong cuốn sách của mình ha. Hoặc các bạn có thể ứng dụng vô một kiểu đơn giản khác ha. Như là bài tập số 5 chẳng hạn, các bạn có thể rải như thế này cũng được ha. Ví dụ mình ứng dụng kiểu rải khác nè. Đó, có rất nhiều kiểu rải để các bạn ứng dụng vô một bài nào đó ha. Các bạn tập nhiều để có kết quả tốt. Chúc các bạn thành công.